Nếu như thời kỳ Xuân Thu, Trung Quốc có nàng Tây Thi đẹp sao xuyến nghiêng nước nghiêng thành, thì tại giới gamer Việt Nam cũng có một nàng thi xinh đẹp đốn tim không biết bao nhiêu anh em cộng đồng game thủ, đó chính là hot streamer đình đám Miss Thi. Vậy Miss Thi là ai mà khiến nhiều anh em phải si mê đến thế? Hôm nay, Boss Game sẽ cùng anh em đi tìm hiểu tật sự thật về bông hoa tài sắc của làng game Việt Miss Thi nha. Và anh em cũng đừng quên like video này và đăng ký để ủng hộ tinh thần của Boss Game nha. Ok, let's go to now. Miss Thi vốn không còn là cái tên xa lạ với anh em game thủ khi là hot girl nổi tiếng của làng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Với gương mặt xinh đẹp, nụ cười răng khểnh dễ thương cùng sự vui vẻ hoạt bát, tràn đầy năng lượng tích cực của mình, Miss Thi đã thu hút một số lượng lớn fan hâm mộ và được khán giả ủng hộ vô cùng tích cực. Ngoài công việc chính là streamer của LOL, Miss Thi còn đa di năng đảm nhận rất nhiều công việc thú vị khác như KOL, diễn viên MV ca nhạc, MC. Miss Thi tên thật là Lê Thi Ngọc, cô sinh ngày 12 tháng 11 năm 1995 cùng bọ cạp. Miss Thi sinh ra và lớn lên tại thành phố Ngàn Hoa, Đà Lạt. Điều thú vị là gia đình Miss Thi có ba chị em gái đều tên là Ngọc. Vì vậy, ba mẹ cô dùng tên đệm để gọi các cô con gái. Cũng chính từ đây, cái tên Thi Ngọc cũng ra đời từ đó. Hiện tại, số lượng người theo dõi trang Facebook cá nhân của cô nàng hot girl này đã lên tới hơn 6,8 triệu lượt và kênh YouTube xấp xỉ 6,3 triệu subscriber. Với gương mặt xinh xắn và khả năng tương tác tốt với khán giả mỗi lần lên sóng, Thi Ngọc là streamer luôn được lòng khán giả. Chỉ trong vòng 3 tháng, cô nàng hot girl này đã thu hút 1 triệu lượt xem trên Talk TV. Ngoài các hoạt động chính của Liên Minh Huyền Thoại, Thi Ngọc còn sáng tạo thêm nhiều nội dung giải trí khác cho khán giả trong mỗi chương trình phát sóng. Thi Ngọc từng là MC và biên tập viên cho Oma.vn và là tuyển thủ vị trí đường giữa và đường rừng cho một trong những thế lực esports team nữ The Queen. Nhưng đáng tiếc, sau một thời gian hoạt động, Miss Thi quyết định lựa chọn rời đội và phát triển sự nghiệp streamer của riêng mình. Bằng sự cố gắng nỗ lực không ngừng, hiện nay Miss Thi đã và đang là một trong những streamer nữ hàng đầu tại Việt Nam với lượng fan hâm mộ đông đảo. Có lẽ sự nghiệp làm game thủ với Miss Thi chính là định mệnh sinh ra để dành cho nhau. Do gia đình cô ngày ấy kinh doanh trò chơi điện tử nên Miss Thi được tiếp xúc với trò chơi điện tử khi còn sớm. Sau này khi tốt nghiệp đại học, Miss Thi chính thức bén duyên với con đường streamer khi qua một vài lần được bạn bè rủ chơi game hồi đại học. Cô nàng đã chơi thử và cảm thấy vô cùng yêu thích game. Đó cũng là lúc sự nghiệp của cô bắt đầu. Nickname của Miss Thi cũng được ghép từ tên của con mèo Mysterious trong game và tên lót của cô. Miss Thi ban đầu chơi trong đội tuyển nữ Liên Minh Huyền Thoại The Queen Team với nickname là Queen Mei Mei, đảm nhiệm vị trí đi rừng và đứng giữa. Sau đó, cô đi vào con đường streamer chuyên nghiệp. Năm 2016, cô thành lập kênh stream trên Talk TV và rất nhanh đã đạt được mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau 3 tháng. Những loạt video của Miss Thi được nhiều người biết đến như Sơn Si cùng Miss Thi, livestream LOL 80FM. Cô cũng hay giao lưu, trò chuyện, tâm sự cùng fan, mọi chuyện trên đời và đưa ra các gợi ý giải quyết cùng các bạn đấy. Nhờ vào khả năng hoạt ngôn vốn có, nét xinh xắn cùng tính hài hước của mình, Miss Thi được nhiều khán giả yêu mến và dành lời khen hết mức. Kể từ đó, sự nghiệp của Miss Thi đi lên như diều gặp gió. Cô nàng trở thành nữ streamer nổi tiếng sánh đôi ngang hàng bên cạnh những tên tuổi lớn như Pew Pew, Virus, Rich Fan. Hiện tại, ngoài hoạt động streamer, Miss Thi còn phát triển nhiều kênh giải trí khác nhau. Không chỉ là một nữ streamer nổi tiếng, Miss Thi còn thử sức qua lĩnh vực điện ảnh với vai trò là diễn viên trong bộ phim Nụ Hôn Ký Ức. Đề tài thiên về siêu năng lực xoay quanh nhiều vấn đề thú vị trong cuộc sống của những bạn trẻ. Nằm trong dự án khá hấp dẫn này, cũng có sự góp mặt của hàng loạt streamer và YouTuber nổi tiếng khác như anh chàng Thánh Ăn Hàn Quốc Woozi, chàng trai ngôn tình Pew Pew, Pinky Bảo Trâm, Nhi Khai Thi. Tuy chỉ là lần đầu góp mặt diễn xuất trong bộ phim nhưng Miss Thi cũng ghi điểm trong mắt người xem nhờ lối diễn tự nhiên, nhiều người còn mong muốn nhìn thấy cô xuất hiện trên phim nhiều hơn nữa. Đặc biệt vào tháng 10 năm 2019, cô còn góp mặt làm nữ chính cho MV Em Gì Ơi của Jack KICM, quả là một cô nàng tài năng. Hiện tại, Miss Thi đang là một trong những content creator trên nhiều nền tảng mạng xã hội với sự ủng hộ đông đảo từ fan hâm mộ. Cô nàng sáng tạo những nội dung vô cùng đa dạng từ game streaming, review món ăn, thăm nhà sao, với 6,21 triệu người đăng ký và hơn 1 tỷ lượt views. Kênh YouTube của Miss Thi có thành tích vô cùng ấn tượng và chắc chắn sẽ còn tăng mạnh mẽ hơn trong tương lai. Cô nàng cũng thường xuyên mời những người bạn creator thân thiết của mình lên sóng như Quỳnh Anh Xin, Châu Bùi, Xoài Non, Winpu để mang đến những màu sắc mới mẻ hơn cho khán giả. Gần đây nhất, nữ streamer cũng đạt được cột mốc 4,5 triệu follower trên nền tảng TikTok. Điều đó đã chứng minh được sức hút của cô nàng đối với các bạn trẻ là khủng khiếp đến cỡ nào. Với tầm ảnh hưởng của Miss Thi tới thế hệ trẻ, cô nàng cũng lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Maybelline, Tiki,
Với tần suất đăng video đầy đặn, nội dung được đầu tư chỉn chu, hấp dẫn và cách nói chuyện tràn đầy năng lượng vui vẻ, Mithy vẫn giữ cho mình nhiều thành tích khủng mà bất kỳ creator nào cũng đều mơ ước, xứng đáng là nữ hot streamer, creator thuộc hàng top giới giải trí Việt Nam. Mặc dù trên các nền tảng mạng xã hội, Mithy xuất hiện với những bộ ảnh khá sexy và quyến rũ, nhưng thực tế ngoài đời, Mithy lại là một cô gái gần gũi, hòa đồng, với lối nói chuyện hoạt bát, vô cùng hài hước, rất dễ đi vào lòng người. Thì Ngọc hiện tại đã có một lượng fan lớn dành riêng cho mình. Một trong những vật bất ly thân và làm nên thương hiệu của cô nàng streamer này đó chính là một chiếc khuyên môi. Một điểm nhấn khá ấn tượng thu hút mọi ánh nhìn ngay từ giây phút đầu tiên. Mithy từng tiết lộ rằng mình rất hâm mộ một chị có sở khuyên trên mạng. Chị ấy cũng rất xinh và trong chuyến vi vu tại Hà Nội, cô đã chấp lấy cơ hội này để thực hiện mong muốn bấy lâu của mình cũng như là mộng đánh dấu tuổi 20 đáng nhớ. Ngoài đam mê với game thì Mithy còn đam mê với vẽ truyện tranh. Mithy từng chia sẻ cô đam mê vẽ truyện từ hồi học lớp 12. Hồi ấy do phải ôn thi đại học, bà Mithy cũng khuyên nhủ nên cô phải tạm gác lại đam mê vẽ vời của mình. Sau này khi lên đại học, Mithy si mê bởi game và rồi từ đó cuộc đời đưa đẩy cô nàng đi làm streamer nên Mithy cũng không còn vẽ tranh nữa. Thì Ngọc cũng thỉnh thoảng vừa stream vừa vẽ cho các bạn fan coi. Cô nàng còn đùa vui rằng lỡ sau này có tuổi không làm streamer được nữa thì cô nàng sẽ quay về vẽ truyện tranh, kể về cuộc đời làm streamer của mình. Mithy cũng là một trong những streamer đời đầu của làng gaming nên cũng gặp không ít khó khăn khi mới vào nghề. Vấn đề sức khỏe nghề streamer cũng là điều khó khăn với cô khi cô từng chia sẻ rằng phần lớn thời gian phải ở trong phòng stream rồi chơi game, tiếp xúc với máy tính với ánh đèn rất là nhiều, đồng thời phải ăn uống trực tiếp trên bàn làm việc nhiều cũng gây đau đầu và dễ gặp những vấn đề dạ dày. Một cô gái chơi game, làm streamer rồi lại còn đeo khuyên môi, toàn những thứ nghe có vẻ xa lạ với những người làm cha làm mẹ. Vậy liệu bố mẹ Mithy có ủng hộ cô nàng hay không? Câu chuyện của Mithy bắt đầu từ hồi mới đi học, cô nàng cũng chăm chỉ kiếm thêm để phụ tiền sinh hoạt phí cho bố mẹ. Tới năm cuối cô bắt đầu làm streamer chuyên nghiệp, rồi thì bố mẹ Mithy có hỏi thì cô nàng cũng khéo léo lái sang làm tại công ty nước ngoài để bố mẹ yên tâm và không lo nghĩ nhiều. Sau một thời gian khi thấy mình được nhiều người biết đến rồi thấy clip này nọ của mình lên mạng xã hội thì bố mẹ cũng hỏi. Thì mình bảo là mình chơi game nhưng cũng đang làm việc nghiêm túc để kiếm tiền. Cũng may mắn là bố mẹ mình cũng khá dễ, chỉ cần thấy mình làm việc chăm chỉ với cả tu trí thì không còn phàn nàn gì nữa. Mithy là một trong những streamer thuộc về thế hệ đầu tại Việt Nam. So với chính bản thân mình vài năm trước, cô nàng giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều khi dồn toàn lực để phát triển sự nghiệp streamer cũng như cho ra đời các tác phẩm nghệ thuật. Trước đây, cô nàng đã không ít lần vướng vào những ồn ào tình ái khi bên cạnh những mối quan hệ tốt đẹp, rồi sau khi chia tay thì sự việc gần như bị cắm sừng hay ngoại tình đều có đủ. Toàn cảnh bức tranh tình yêu của Mithy không mấy êm đẹp, nhưng mỗi cuộc tình đều có những dấu ấn riêng. Đó là tất tần tật những gì về cô nàng hot streamer đình đám của làng game Việt Mithy. Anh em nhớ nhấn like và subscribe cho Boss Game để không bỏ lỡ những video mới nhất của Boss Game trong tương lai nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!